Xin chào bạn, thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một dự án ICO có tên là Securito. Thì đây là cái duyệt trình trên cái trang ICO Holder. Securito là một cái dự án chuỗi khối dựa trên cái Zero Coin Master Loot, tập trung vào lưu trữ và mã hóa ẩn danh, khuyến khích thị trường tăng thu nhập với phân phối ẩn danh. Thì cái thông tin về chương trình ICO cũng như là cái thông tin về dự án, đây là tổng cung của nó này. Đơn vị chấp nhận thanh toán bằng Ethereum, đóng góp tối thiểu là 0,1 Ethereum này, mục tiêu là 100.000 và giới hạn là 200.000 USD. Về đây là cái lộ trình phát triển và hoạt động trên một số trang Bitcoin Talk, Facebook, Twitter, Telegram, và đội ngũ tem đã được xác minh 50%. Thì hôm nay mình sẽ review về cái dự án. Securito là một cái nền tảng blockchain dựa trên cái Zero Coin Master Loot, tập trung vào việc lưu trữ và chuyển hóa dữ liệu được mã hóa ẩn danh, một cái công nghệ kích thích thị trường bởi kiếm tiền điện tử phân phối nội dung ẩn danh, tạo ra một cái thị trường mới nổi chuyển hoặc lưu trữ các tin nhắn và tệp mã hóa thực sự không thể truy cập qua Internet, liên kết với ví phần cứng nguồn, mở cho một cái lớp bảo mật bổ sung, tất cả đạt được trong một cái sự kết hợp phần cứng được thiết kế đặc biệt, phần mềm và blockchain. Thì phần cứng mở chuyên dụng bảo mật tối đa chỉ có thể đạt được bằng cách kết hợp thiết kế phù hợp phần cứng và phần mềm với nhau. Thì dự án này nó đã thiết kế một cái phần nguồn mở chuyên dụng được gọi là DigiSafeWare DSD để tăng cấp độ bảo mật hơn nữa. Thì bảo mật trên cái Internet khi sử dụng một cái phần cứng hoặc phần mềm do cái DigiSafeWare tin nhắn và của bạn và dữ liệu được tải lên được mã hóa, tuy nhiên chúng không được thực sự ẩn danh, thì cái nhà cung cấp Internet của bạn hoặc bất kỳ ai khác đánh hơi cái Internet của bạn có thể liên kết các tệp tin nhắn của bạn với các khoản thanh toán và các bên hội thoại của bạn, kiếm tiền từ phân phối nội dung. Nó sẽ được trao quyền cho người tạo nội dung để nhận thanh toán trực tiếp trên mỗi lượt tải xuống, lượt xem và giao dịch mua. Chỉ cần tải lên yêu cầu một khoản phí, nội dung của bạn sẽ được tải và trả tiền bằng cách tải xuống. Từ chuyển giao ẩn danh dựa trên hành này, kiếm tiền bằng cách trở thành người dẫn chương trình, phân phối mạng nhện, trả mỗi cho mỗi lần xem, trả tiền cho mỗi lần đài xuống. Thì thông tin về cái token SCU ICO và nó tổng cung, đây là cái mã tối thiểu là 10 Ethereum này, thì lại hiện tại là 1 Ethereum bằng 2.500 STU. Thì cái chương trình ICO của nó sẽ, đây là giai đoạn này, nó sẽ kéo dài trong 24 ngày nữa. Thì phân phối cái token, số tiền thu nhập được 70% là dành cho cái các nhà đầu tư này, 8% dành cho kho bạc, 7% dành cho tem, 3% dành cho nhóm ICO, 2% dành cho airdrop, 5% dành cho tiền thưởng, 5% dành cho các nhà đầu tư thiên thần, 30% dành cho phân phối tiền dành cho tiếp thị, 25% dành cho phát triển blockchain, 17% dành cho DSD, 10% dành cho hợp pháp, 10% dành cho dự trữ, 5% dành cho tiền thưởng, 3% dành cho đội ICO. Lộ trình phát triển từ năm 2018 thử nghiệm hợp đồng ICO và khuyến khích đội lắp ráp. Quý 4 thì ra bắt đầu cái Master Loot TNS và Taking tái tạo lại cả phần mềm phần cứng ban đầu. Quý 1 thì khởi tạo 2019 thì khởi tạo cái chương trình khuyến mãi và ấn phẩm của truyền thông. Bán công ICO quý 2 năm 2019 thì kích hoạt cái mạng thử nghiệm Securito Blockchain, đội ngũ tiếp thị lắp ráp. Quý 3 thì chuẩn bị tích hợp cái IPFS, tiết hiện phát triển cái Wallet trên máy tính để bàn Linux, Windows và Mac. Quý 4 năm 2019 thì phát triển cái ví Android, iOS, chuẩn bị tích hợp cái định tuyến hành và tích hợp IPFS. Quý 1 năm 2020 thì tích hợp các cơ sở dữ liệu bên ngoài phần cứng sản xuất của DSD, kích hoạt định tuyến hành và chuẩn bị lưới chính Securito. Quý 2 năm 2020 thì khởi động cái mạng lưới chính của Securito, trao đổi thông qua sản xuất phần cứng của DSC Lite. Thì Securito không chỉ mang đến các cơ hội cho một số nhà phát triển giỏi, thì đây là cái đội ngũ tem gồm có Asiman, đây là Mohammad Saqib là người phát triển viết content và quản lý cộng đồng, đây là Sasan là người viết cái phần mềm phần cứng, đây là Sam Lokati là phát triển Nist, đây là Daniel Gan Kalibao, đây là người phát triển content này, đều những nhà phát triển content và xây dựng cộng đồng. Đây là nhà thiết kế Hermes Tour Alti, đây là Kevin là phụ trách về cái mạng marketing. Thì cái dự án này Testnet nó sẽ sắp được ra và nó sẽ thực hiện theo như của John C. Humphrey và Kim Dotcom, như Securito là để thay đổi triển vọng và phát triển mã hóa, thì nó đã được liệt kê trên một số trang xếp hạng đánh giá này.
Thì đó là cái thông tin về cả dự án Securito. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.